Hello các bạn, lại là Sơn ở đây. Sơn sẽ hôm nay sẽ xuống đây mổ cá nha các bạn, nhưng mà bữa nay làm món khác nha. Hôm nay Sơn làm món là cá nướng gì ớt xanh nha các bạn, muối ớt xanh nha. Cũng thay lời cái video này cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình, kênh mình mấy lâu nay nha. Các bạn cứ an tâm, những người nào mà ủng hộ kênh mình đều thấy, mình sẽ trả lại hết trơn các bạn nha. Các bạn đừng có cứ yên tâm mà đừng có buồn Sơn nha. Sơn cũng xin chúc tất cả các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, làm thành công gấp 5 lần năm vừa rồi nha các bạn ơi. Rồi các bạn đừng rời màn hình nha, để mình xuống mình mò cá nha các bạn. Đây, hôm nay mình mò thắt thu các bạn, mình về mình lấy cái lưới mình dăng được nhiều các bạn ơi, thăm được một dạo này được nhiều nè. Rồi mình sẽ mặn cá mình nướng mình đãi các bạn nha. Rồi để cho lưới đó hồi mình sẽ cuốn sau nha các bạn ơi. Các bạn ơi, đó đằng đó là mình đốt gom nha. Mình đốt củi nó cháy nha các bạn. Hồi cho nó có than mình nó nướng nha. Còn cá này là mình sẽ ớp cái này nha các bạn. Ớp tương ớt xanh nha các bạn. Đó, ớp mang cá đó vô. Nãy giờ mình ớp cá xong rồi mình cập gấp nha các bạn. Đấy, mình cập gấp mình nướng nha bạn, không phải nướng như hồi trước nữa các bạn. Các bạn đợi chút xíu nha, các bạn đừng rời màn hình nha. Rồi các bạn ơi, cuối cùng mình nấu cũng chín. Ủa, mình nướng cũng chín nữa các bạn. Cá mình nướng nó không khét nha các bạn. Ăn tuyệt vời luôn các bạn ơi. Trời hơi nắng nha. Cái đống than củi của mình nướng, chắc là nướng thêm con chó còn chín nữa các bạn ơi. Lắm đóng than luôn các bạn ơi. Mình nha, giờ mình đặt mời ông bà xong các bạn, mình tiếp tục giờ mời các bạn nha. Mời các bạn ơi, cá lóc nướng muối ớt tươi xanh nha bạn, ớt xanh. Mời các bạn miếng cá nha. Mướt cái hạt xanh nha các bạn. Nó có đánh bản quyền không? Mời các bạn miếng cà phê nha. Để nó còn rồi. Bữa nào mình ra làm bếp mà mình vô mình khỏi cơm luôn mà no. Đây, mời các bạn sẽ đuôi cà phê nha. Ngon lắm các bạn ơi. Nướng này ngon thiệt. Dưới mình nướng nè, mình bỏ dưới nãy giờ như trứng cá mà vịt nãy giờ. Hôm gà mình để với cái thùng mốt này các bạn. Mình thấy nó cũng được ngon quá. Hôm hai giờ bữa nay mình cắt cái đạo chuối mình bỏ đây các bạn. Qua cái clip này mình cũng xin thay lời cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ clip mình mấy lâu nay nha. Và những người mà chưa có mình có ủng hộ mình đó, có bình luận là mình chưa thấy thì các bạn cứ an tâm, mình sẽ vô mình coi hết trơn các bạn, coi người bạn nào mà có đăng ký ủng hộ mình là mình trả được hết, các bạn cứ an tâm nha. Mình thời gian nào mình rảnh là mình vô mình ủng hộ cho các bạn hết. Nè, hai bay qua cho ăn cá nè. Ăn cá nướng không? Cá nướng không? Cá nướng đi vòng qua đây.
có hai đứa cháu ra gà ngồi nữa, đi uống nước vậy bạn, mình kêu nó quanh á cho nó ăn cá cũng bạn. Rồi nó muốn ăn nữa thì mình nướng cho nó ăn nha. Cá mình còn nhiều lắm bạn ạ, để mấy đứa nhỏ nó qua có nó ăn nữa thì mình nướng cho nó ăn nữa bạn. Thôi từ xưa giờ đây nói nào thì thôi. Không khỏe, không đủ gà chứ trời. Đây mời các bạn miếng cá mình cho nha. Mời cô chú anh chị và các em nhỏ nha, mời miếng cơm này với mình các bạn ơi, dinh xương thiệt các bạn. Đang đợi mấy đứa nhỏ đi lâu chứ à, mấy đứa này hồi trước nó cũng có từng đăng ký vô ở từng chơi YouTube với mình các bạn, từng quay YouTube với mình thời gian các bạn, nhưng giờ nó lớn lên nó mắc cỡ sợ nó không quay nữa. Hai bà già ăn gì ạ? Canh nướng không? Canh nướng nữa không? Tao lấy cái kéo này vô chổng tao cắt cái chuối ra tao lót. Ừ, ta vô trong tổ đám chuối, ta cắt lá chuối vô, ra ta lót nữa rồi. Nè cắt không? Kéo nè. Mỗi 5 triệu ngồi chung mình rồi mà. Mời các bạn miếng cá nữa nha. Các bạn té được bụng cá nha, kéo không có rồi dao mày lóc không ta à, lâu quá quậy tao là tiếc. Mời các bạn miếng cá nha. Mà mình mới bắt cái sòng lên nướng ngon thiệt quá, ngọt ngay luôn mà. Mời các bạn miếng cá Vinh nha, bọng ngon luôn. Cái đuôi nó hơi bị xương quá, xương quá ăn lờ mờ mắt cổ thì muộn nổi.
mới ăn cơm. Nó rạch qua rồi mình mời các bạn miếng cá này, mình xin kết thúc clip nha các bạn. Và mời tất cả các bạn ăn cái mình nha. Chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, làm thành công trong những gì mình mong muốn nha các bạn. Thôi mời các bạn miếng cá nữa nha. Thôi chào các bạn nha. Hẹn các bạn biết sao.